một cựu chiến binh, thương binh Võ Văn Lâm quê ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng đổ nhiều mồ hôi, nước mắt để có cảnh rừng xanh tươi và yên bình như hôm nay. Hơn 20 năm qua, ông đã trải qua muôn vàn khó khăn, miệt mài khai khẩn đất rừng ở vùng đất chiến khu xưa. Đến nay, ông đã có một cơ ngơi đáng mơ ước với hàng chục hecta rừng, hơn 100 con bò cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Đi giữa những tảng cây rừng xanh ngút ngàn của chiến khu Dương Hòa, người lính Cù Hồ bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cơ hàng năm xưa. Năm 80, 90, 94 nói chung là kinh tế của gia đình là hết sức khó khăn. Trong lúc đó là cái đồng lương là ít ỏi. Không cái gì thì dài, cho nên gì những ruộng mà làm khoảng thì cái ngày công cũng có bao nhiêu, đủ cho gia đình sinh sống và con cái học hành. Cho nên như tôi cũng phải tìm một con đường á, thế nào mà để mà nói là chỉ có con đường á, là đi lên lập trang trại. Năm 1994, ông quyết định lên lập nghiệp tại Dương Hòa, nơi ông và đồng đội đã bao năm sống, chiến đấu. Bởi theo ông, đây là vùng đất thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thời kỳ nhỏ, thơ sinh á, đi làm ăn với ông già là lên đây rồi, mà thời gian là ở bộ đội mình cũng quen thuộc ở đây nữa, đường xá quen thuộc, đồi núi cũng quen thuộc, cho nên địa hình quen thuộc, cho nên chọn mặt đất Dương Hòa là cái nơi là dễ làm ăn nhất và cũng gần là dân cũng mình cũng quen biết, cũng dân là bà con họ sẽ quen mình, họ giúp cho mình á, là nói chung là mình là họ bảo vệ cho mình, là khi cũng bo rồi các thứ ra là họ bảo cho mình chừng là hàng thuận lợi hơn là vùng xá khác, vùng lạ khác, cho nên cái trồng mảnh đất này, mà hơn nữa là cái chỗ này trên mảnh đất tôi đứng đây á, là chính là cái chiến khu Dương Hòa của ngày xưa kháng chiến chống Pháp đó, cho nên cái chỗ này là một cái thung lũng đầm dễ ở, mà là nước khe nước là không khô, bốn mùa là không khô. Lúc đó ông cùng hai người bạn làm đơn xin đất ở Dương Hòa để nuôi bò rẻ. Thủ tục xong xuôi, bỗng dưng bạn đổi ý không đi. Vì ngại đường xã cách trở, rừng rú tùm. Ông biết mình sẽ đối mặt với nhiều gian lao, nhưng với mong ước thoát nghèo, có thu nhập để nuôi sống bản thân, gia đình và cho con ăn học đến nơi đến chốn, ông vẫn quyết định lên Dương Hòa. Thấy ông quyết tâm đi, nhiều người gọi ông là Lâm Khùng. Khi mà ông bắt đầu xin để xin đất lên lập trang trại trên nữa, là tôi gia đình tôi vợ con nói đi trên nữa là quá, chứ là trên nữa ở trong rừng sâu, hồi đó là rừng sâu, đường không có mà đi nữa, là một mình uống ở giữa và đừng có chuyện chí mà làm răng. Thì ông trả lời, bây cứ yên tâm, nếu mà tao mà có chết trên nữa là chết trên cái mô là bấy khỏi tổn cái dàn nữa, khỏi tổn cái hòm là còn đấy là chứ là quá cực để đi tìm con đường mà làm ăn, để sau này con cái cho có cơm ăn áo mặc lên đi học đi hành đã. Nhưng ngay đầu á lên đây thì nói chung là một mình là được một con bê, là có như một là cứ ngày là giữ bê bị đụng củi đem ra ngoài dân nữa, gánh ra ngoài nữa bán để thêm cái tiền để là cho con học hành bên dưới đó. Và lúc là một tuần nữa à, một 20 ngày nữa mới về lấy gạo một lần thôi, và đạp xe đạp lên ngoài dân là gửi ngoài nữa mà cùi gạo vô đây, là vô đây nói chung là bởi muối mắm thôi, con cá thì ban đêm đi soi đi rồi thì khé để kiếm thêm thức ăn thôi, chứ cũng bởi thức ăn để nhà lấy chủ yếu là muối đây. Ngày ngày ông trèo đồi núi 10 cây số để chăn dắt bò. Một mình sống trong rừng sâu, cọp beo hồi ấy cũng còn nhiều lắm. Nên mỗi khi đếm bò chưa đủ, ông lại cầm đèn pin đi trong rừng cả đêm. Có khi tìm ra bò thì trời đã tờ mờ sáng. Cỏ trong rừng nhiều, được ông dẫn đi khắp nơi, đàn bò ăn thỏa thích. Dần dần, người dân quanh vùng thấy ông chăn nuôi mạt tay, bò của ông lớn nhanh, nên không gọi ông là Lâm Khùng như trước, mà đem bò đến nhờ ông giữ rẻ. Bò bà con gửi giữ rẻ, khi bò đẻ,
ông được chia đôi sổ bê con. Ban đầu ông giữ vài chục con, dần dần người nọ mắt người kia, nên dân trong vùng kéo đến gửi ngày một đông. Lúc cao điểm, đàn bò do ông giữ lên đến mấy trăm con. Chăn dắt bò tuy mệt, song không căng thẳng như khi bò ốm. Năm 99 á, là cái qua cái lục năm 99 rồi kìa, là hằng đàn bò nó trong cả xã ăn qua cũng như đấy là bị là có lở mồm long móng, là cả đàn rửa, cuối cùng là cả ngày cả tháng nữa là bữa mai về nấu cơm ăn là làm thuốc thuốc xong thì bức đọt bức cỏ trong ăn, rồi là tiếp tục về cũng để áo ướt quần ướt nữa, cũng cứ ngồi ăn cơm rồi đi lại cả tháng nữa. Cho nên chỉ là cuối cùng là tượng trưng đàn bò cũng còn cuối cùng là chúng là theo cái hướng dẫn của thú y là mình làm như thế của cuối cùng đàn bò hẳn hồi phục lại được. Sau 10 năm giữ bò rẻ, ông đã có đàn bò lên đến cả gần 130 con. Năm 2003, khi nhà nước có chủ trương khuyến khích nhân dân phủ xanh đất trống đồi núi trọc, ông quyết định bán gần nửa đàn bò. Với số tiền bán bò có được, ông Lâm thuê nhân công phạt 40 hectare cỏ dại lau lách để trồng keo. Từ năm 2003 đến năm 2005, ông đã đầu tư gần 350 triệu đồng để mở một con đường dài 5 km từ trục đường chính của xã vào rừng để tạo thuận lợi cho việc trồng rừng. Năm 2009, ông thu hoạch lứa keo đầu tiên. Tuy nhiên, ông thấy hiệu quả kinh tế chưa thật cao do trồng giống keo hột. Vì vậy, năm 2010, khi trồng lại rừng, ông chọn giống cây keo lai. Trong rừng, ông luôn tuân thủ quy trình kỹ thuật và chọn mua giống ở nơi cung cấp giống có uy tín. Quy trình trồng là cây cách cây là 2 mét đến 2,5 mét, nhưng mà chọn cây giống ở đây là cái giống cây của Lâm Trường Tiên Phong là tốt nhất. Cho nên chỉ một năm mình trồng xuống là chỉ có lâm cỏ là chăm sóc của hẳn là 3 dạo, 3 năm chăm sóc thì coi như là hết chăm sóc đến khi khai thác luôn, là mang lại hiệu quả là cao. Năm 2011, gia đình ông tiếp tục đầu tư 100 triệu để nâng cấp đường vào rừng. Nhờ đường xã đi lại thuận tiện, người ra kẻ vào tấp nập, họ vào mua măng, mua mật ong. Bà con gọi đó là đường ông Lâm vì đường do ông Lâm làm mà có. Và ở trong đó chỉ có mỗi gia đình ông Lâm sinh sống. Nhờ con đường do ông mở ra, từ năm 2011 đến nay, hàng trăm hộ dân ở Dương Hòa đã vào vùng chiến khu trồng hàng ngàn hecta rừng. Lúc ban đầu thì ở đây thì hẳn có một cái con đường như thế này đâu. Vì hồi đó thì chủ yếu là một cái đường mòn nhỏ thôi. Bà con địa phương ở đây người ta đi làm củi rồi người ta làm mấy làm lạ thôi. Chứ đường xã thì hẳn có. Đấy, nhưng mà sau đó thì anh Lâm thì anh lên anh ở đây rồi anh làm ăn. Sau một thời gian là rất là lâu, cũng mấy năm trở lại đấy thôi. Thì lúc đó mới có điều kiện. Cho nên chỉ là anh Lâm anh đã bỏ ra một cái khoản kinh phí để mà mở một cái đoạn đường phải nói là tương đối dài, khoảng chừng 4-5 cây số gì đó. Thì phải nói là khi mà có cái con đường mà anh Lâm mở thì phải nói là hàng rất thuận lợi cho bà con ở địa phương để người ta phát triển kinh tế. Cho nên phải nói rằng là anh Lâm anh cũng đã có cái công sức rất là lớn. Rừng của ông giờ đây đã lên xanh bạc ngàn, với diện tích hơn 80 hecta đang ở thời kỳ thu hoạch. 40 hecta đầu tiên tuy chưa cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng bước đầu ông đã thu hoạch gần 7 tỷ đồng. 30 hecta rừng còn lại, ông trồng keo tai tượng phát triển rất tốt, đang trong thời kỳ thu hoạch. Nhờ vậy, ông đã tạo việc làm cho hàng ngàn người. Cùng với việc trồng rừng, 3 năm nay, ông còn đầu tư nuôi 1.000 con ba ba, hơn 20 con heo rừng. Theo ông, heo rừng nuôi khá đơn giản. Heo chủ yếu ăn cỏ lá rất sẵn cỏ trong trang trại. Ngoài ra, ông còn cho heo ăn thêm bột bắp. Sau 5 tháng nuôi, với giá 150.000 đồng 1 kg, ông bán mỗi con heo rừng hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn đào 3 hồ nuôi cá với tổng diện tích hơn 1.000 mét vuông để nuôi cá trê, cá rô. Mỗi năm, ông thu hoạch 2,5 tấn cá, vừa cung cấp nguồn thực phẩm cho gia đình, vừa có thêm thu nhập.
Tổng thu nhập từ kinh tế trang trại của ông Lâm mỗi năm đạt gần 600 triệu đồng, lãi ròng hơn 300 triệu đồng. Không bằng lòng với những thành quả trên, nắm bắt nhu cầu của thị trường rất cần trái cây sạch, ông dự định từ năm sau sẽ đầu tư trồng 2 hectare cam sạch. Những năm tới đây là bây giờ chúng tôi là phải phá cái khu rừng này để trồng thí nghiệm độ khoảng 2-3 hectare là cam sạch. Và sau đó nếu phát triển thì chúng tôi càng là phát triển nhiều hơn. Và kể cả nhiều cây ví dụ như là cam sạch, rồi bưởi xanh, rồi cây tiêu. Để là thuận lợi nhất là cây tiêu ở đây là có hàng trăm bò cho nên lợi dụng là phân bón đó là để chăm sóc tiêu. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lâm còn là một cựu chiến binh sống rất nghĩa tình. 20 năm qua, ông thường xuyên băng rừng vượt suối, hỗ trợ địa phương, gia đình liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đến nay, ông đã cùng đồng đội tìm kiếm cất bốc được hơn 50 hài cốt liệt sĩ. Khi thế là công ăn cùng ở cùng một chiến hào, chiến đấu, cho nên đồng chí mình đã ngã xuống. Bây giờ hôm nay là chính sách của Đảng, của Nhà nước ra sức đi tìm cất bốc mồ mả, cho nên như là tuổi già rất yếu nhưng mà cũng cố gắng để đi việc các đồng chí để là tìm để bốc đồng chí mình về. Hơn nửa thế kỷ qua, ông Võ Văn Lâm liên tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và trong sản xuất. 2 lần được tặng thưởng huân chương giải phóng hạng nhất, 2 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú, vân vân. Nhiều năm liền, ông được Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen. Năm 2007, ông đã được khen thưởng tại Đại hội Toàn quốc tôn vinh thương binh tàn mà không phế. Hiện nay, ông đang được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy đề nghị làm hồ sơ tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động. Ông Võ Văn Lâm là tấm gương sáng, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đồng chí, đồng đội. Rất là tin tưởng và phải nói rất là khâm phục Bậc Lâm. Vì một con người mà mình đã từng vào sinh ra từ, mà đến bây giờ mà hòa bình rồi, mà mình nghỉ hưu rồi, mà mình lại trở lại ở nơi cái mảnh đất này để mà tạo dựng, để mà xây dựng, để mà phát triển kinh tế. Lúc Bậc Lâm mới lên đây thì phải nói chung quanh đây thì toàn là rừng núi hoang vu hết. Đấy, rất là rậm rạp. Nhưng mà ông vào đây là ông vào mình nhá mấy. Và thực tế bây giờ thì đúng là hắn đã trả lời cái việc làm của ông rất là rõ ràng rồi. Đấy. Bây giờ thì ông có nhà này, rồi có trang trại này, rồi ông có làm thêm là một ít rừng rũ này. Sau khi rời quân ngũ về bảy đời thường, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đồng chí Võ Văn Lâm đã khắc phục mọi khó khăn đối với hoàn cảnh gia đình, đã tham gia 2 nhiệm kỳ của Đảng bộ và góp phần cho Đảng bộ thời kỳ đó trong sạch và vững mạnh. Về bảy đời thường, luôn luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, đồng chí Võ Văn Lâm không chịu cảnh đói nghèo và sẽ tiếp tục bằng 2 bàn tay trắng của mình để tham gia vào sản xuất trồng rừng, là thành lập trang trại. Hiện nay đồng chí Võ Văn Lâm đã có cơ sở vật chất rất là lớn. Cựu chiến binh trung toàn phường chúng tôi luôn luôn học tập về gương của người anh cả, của người đồng chí đồng đội và hội viên của mình đi trước để tiếp tục cùng với là địa phương để mà đẩy mạnh thì công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của hội viên. Những thành quả mà người thương binh, người chiến sĩ đặc công Võ Văn Lâm đạt được đều khởi nguồn từ lẽ sống mà ông luôn khắc phục ghi tâm. Sống phải có mục đích, ước mơ và không bao giờ sợ khó, sợ khổ. Quyết tâm vượt qua mọi thử thách để đạt được ước mơ của mình.